Em nhận phục hồi các chi tiết máy cho anh em qua đường bưu điện Hoàng Mai 0907 790079 nha anh em. Đây là nguyên nhân mà em gửi đồ chậm chạp cho anh em đây. Đây là em nhận đồ rất nhiều của anh em gia công đầy đủ cho anh em hết, rồi hoàn thiện kiểm tra em mới trao chuyển cho anh em nha. Lốc số và phục hồi lốc số của máy gặt, các chi tiết của máy cài. Em giới thiệu cho anh em cái chi tiết này rất là đắt giá nha anh em. Chi tiết này rất đắt giá. Chi tiết rất đắt giá và đơn giản mà rất đắt giá nha anh em. Em nhận phục hồi cho anh em đây. Lòng đèn đùi của máy cài. Đây là của anh khách ở cái lòng đèn đùi của anh khách ở đem giới thiệu anh em nha. Khách này ở Nghệ An anh em. Đình Hùng. Anh Lan Đình Hùng. Ở Nghệ An. Đây giới thiệu anh em nha. Cái này là rất đắt giá nha. Giới thiệu trước cái này đắt giá trước. Lòng đèn đùi. Em dục phục bằng lanier cho anh em đây. Anh em xem không? Hài lòng ủng hộ cho em nha. Đây đây. Em sẽ chu to đầy đủ cho anh em hết nha anh em. Em sẽ chu to nữa. Em còn chu to cho anh em nữa rất nhiều. Đây, mặt hàng này rất đắt giá nha anh em. Cụm này rất đắt giá. Em phục hồi từ trong cái trong ra ngoài luôn nha. Lanier cái đầy đủ hết. Đầy đủ hết các cái cho anh em hết. Rất nhiều. Ở đây. Đây của máy gặt. Rất nhiều đồ của anh em luôn anh em. Đây có khách ở Hà Nội. Anh em ở Hà Nội nha. Anh em của Hà Nội nè. Em đóng nhận đóng bạc cho anh em ở Hà Nội, khách ở Hà Nội. Em làm hơi lẹn chút nha anh em. Đây. Bạc nhông chuyền anh em. Đóng bạc nhông chuyền cho anh em. Ở Hà Nội. Anh khách ở Hà Nội nha anh em. Khách ở Hà Nội. Anh Thanh Bình ở Hà Nội. Đây là cái bộ nhông chuyển hướng. Bộ nhông chuyển hướng này của anh Dạng ở Long An. Đây là bộ tay lái cột trước của máy cài đầy đủ nha anh em. Đây của anh khách này, ông ở quê em nữa đây, ở quê em đây, ở quê em. Khách này ở Long An luôn, anh Hiếu ở Long An. Làm rất nhiều đây, phục hồi. Đây là cái của máy cài hay máy gặt gì đây, băng lanier, của anh em cho anh em đầy đủ hết. Anh em nào có nhu cầu phục hồi các chi tiết máy hàng ngành được phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079. Khoan lúa này đủ cho anh em hết nha. Khoan lúa luôn nha anh em. Đây, em đóng băng mới cho anh em luôn. Lốc số đầy đủ hết. Anh em nào có nhu cầu hàng ngành phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079. Bông sới luôn đầy đủ. Có anh khách bông sới này ảnh ở ngoài mà anh chưa gửi cọc nha anh em, cho nên chưa làm cho em được. Cảm ơn anh em gần xa ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Đây. Rất nhiều mặt hàng. Anh em nào có nhu cầu phục hồi các chi tiết máy hàng ngành được phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079. Ở xa thì anh em mang tới em, ở gần thì anh em cứ ở xa anh em cứ chuyển qua đường bưu điện cho em nha. Ở gần thì mang tới em. Hoàng Mai 0907 790079.